xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé cảm ơn mọi người các người là ai thả tôi ra cô gái miếng môi cố vùng vẫy ra khỏi hai tên mặt vết đen gương mặt thanh tú bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận không biết làm sao khi đang đi trên đường thì bị hai người này tóm lại bắt về đây nữa im mồm một trong hai tên quát lên chất giọng hắn vẫn rất kiên nhẫn nhất thời sợ hãi cô im bặt đi ở đây vắng vẻ có la hét thế nào đi nữa có thể người chịu thiệt vẫn chỉ là cô thôi két họ đưa cô vào trong một nhà kho xung quanh đều được làm bằng sắt nếu phá hủy được nơi này cách duy nhất chỉ có thể sử dụng bom loại mạnh thôi nhìn sơ qua, nơi này lại vô cùng kiên cố. Ninh Giao Ba, anh Sao hai người lại ở đây, sao bị trói? Ninh Giao nhìn thấy chàng trai và người đàn ông trung niên bị trói nửa ngồi nửa quỳ dưới đất. Có khoảng sáu người mặc vết đen đứng quanh. Bỏ ra cô gằn sức chạy lại chỗ hai người nhưng bị kéo lại. Trong phút chốc, nhà kho trở nên im lặng. Một luồng khí lạnh vây quanh nhà kho, Ninh Giao vô thức nổi da gà một chàng trai khác đi vào, phong thái hoàn toàn khác hẳn so với những tên kia. Cậu chủ. Thấy anh, những tên vết đen cung kính cúi chào. Thiếu gia, xin cậu đừng bắt con gái tôi, nó vô tội, người đàn ông trung niên cúi đầu van xin. Ba. Ninh Giao quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai vô cùng điển trai, ngũ quan cương nghị. Đôi mắt màu hổ phách, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, vài cọng tóc rủ xuống và đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ của anh. Nhưng giờ này bệnh, mê trai của cô đã không có hiệu lực nữa rồi. Cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Thiếu gia, em gái tôi không biết gì về chuyện này, xin anh thả nó ra anh trai cô, Hạ Niên nhìn thẳng vào anh. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hạ Ninh giao nhìn anh và ba cô hỏi. Tôi sẽ không giết con gái ông, anh bình thản ngồi trên ghế, giọng nói lạnh lùng nhưng dễ nghe cất lên thiếu thiếu gia ngài nói thật sao anh hơi nhếch môi tay cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm động tác tao nhã từ tốn làm tăng thêm sức hút của anh lại không kém phần quý tộc trình hy tôi trước giờ không phải là người nói không giữ lời tôi cho ông vài phút để nói chuyện trước khi chết ninh dao hơi hoảng hốt khi nghe tới từ chết cô vô cùng kiên kỵ những từ này cái gì mà trước khi chết mấy người đang làm trò gì thế hả ninh giao phẫn nộ nhìn chằm chằm vào trình hy ninh giao ba xin lỗi con em còn nhỏ không nên dính dáng vào mấy việc này hạ niên nhìn cô lắc đầu gì chứ rốt cục các người đang làm cái gì vậy đoàn một tiếng súng vang lên ninh giao giật nảy mình cảnh tượng này cô đã từng xem trong phim vô cùng hỗn loạn trình hy vẫn ngồi trên ghế tay anh cầm súng bắn lên trời rồi hướng về phía anh và ba cô. Anh định làm gì họ? Không một tiếng trả lời, trong nhà kho hiện giờ vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nói của cô. Thả ba và anh tôi ra, ninh dao gằn giọng, tay đã sớm nắm chặt lại thành nắm đấm, đoàn. Đoàn. Hai tiếng súng liên tiếp được vang lên, nhắm thẳng vào người hạ niên và hạ doãn, ba cô. Xong khi bắn xong anh vứt xuống sàn kỹ thuật bắn súng của anh vô cùng xuất sắc. Ngồi trên ghế bắn mà không hề lệch chỉ số tầm ngắm dù chỉ một mm. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người họ đã gục ngã xuống đất. Ninh dao cứng người. Nhìn anh, anh vẫn bình thản ngồi uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn xem mạng người như cỏ rác. Giết chết hai mạng người mà vẫn không có chút hối hận nào, ngược lại còn rất bình thản. Cô miếng môi, một giọt nước trong suốt lăn dài trên má. Đồ khốn, thả tôi ra, anh nhất định phải trả giá. Cô hét lên, thả tôi ra. Trình Hy phất tay ra hiệu cho hai tên kia thả cô ra. Cô sẽ làm gì, anh vẫn cầm trên tay mân mê ly rượu. Từ từ thưởng thức. Tôi sẽ báo công an đến bắt các người đi. Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Những tình huống như này trước giờ cô vẫn chưa gặp, chỉ thấy qua phim thôi, xem ra cô quá ngây thơ rồi cho tôi tên các người và địa chỉ ở đây ninh giao hỏi không biết mấy cái này làm sao báo được mấy tên vét đen đần ra mafia heuser nhà kho sắt trình hy ngắn gọn năm từ mafia heuser tên này cô đã nghe ở đâu rồi nhất thời không thể nhớ nổi mà sao ba với anh lại quen với những người này cảnh sát tôi muốn báo án tổ chức mafia heo sờ ở nhà kho sắt cô từ từ nói tôi phải bắt các người trả giá túc túc đầu dây bên kia sau khi nghe xong ngắt máy lập tức cô khó hiểu trình hy nhếch môi cười nhạt ninh giao đi đến chỗ anh và ba cô tháo dây thừng đã trói hai người ra ba anh thù này con sẽ báo cho hai người mẹ cô mất lúc cô còn nhỏ Ba và anh tuy là đàn ông nhưng chăm sóc cô rất tốt. Bây giờ người thân cô đã mất hết rồi, không còn ai nữa. Hạ Ninh Giao lau khô hết nước mắt rồi đứng dậy. Cô nhìn vào khẩu súng lúc nãy trình hy Quang dưới sàn. Từ từ đi lại, cô càng ngày càng gần với khẩu súng. Nó đã cướp đi mạng sống của Hạ Doãn và Hạ Niên. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Ninh Giao cắn môi cầm nó lên. Đồ khốn, tôi sẽ giết anh. Ninh Giao chìa đầu súng vào Trình Hy. Cậu chủ, mấy tên vết đen sửng sốt. Cô gái này chán sống rồi. Mặc cho mấy tên kia lo lắng, anh vẫn tự nhiên đâm chiêu nhìn ly rượu. Ninh Giao nhắm mắt cắn chặt môi, tay từ từ bóp còi. Mấy người vết đen mặt ai cũng đỏ bừng. Trình Hy nhìn cô. Ninh Giao mở mắt. Hết đạn rồi. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh rút tiếp một khẩu súng ra, nạp vào hai viên đạn xong anh hướng về phía cô. Anh ta định làm gì? Ninh Giao tự hỏi chính mình nhìn thẳng vào anh, đoàn anh nổ súng. Viên đạn cứ thế mà hướng thẳng về phía cô. Sượt qua người cô găm thẳng vào tấm bia đỡ đạn. Chỉ còn khoảng 1cm nữa thôi thì cô chắc chắn sẽ mất mạng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một khẩu súng tiếp đất hoành tráng trước mặt cô. Ninh Giao ngước lên nhìn anh. Còn đạn anh ngồi trên phun ra hai từ cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng ý anh là dùng khẩu súng này bắn anh chẳng phải cô rất muốn giết tôi trình hy dùng ngón tay gõ gõ lên bàn âm thanh trầm ổn đều đều vang lên phải cô rất muốn giết anh ninh dao cầm súng lên tiếp tục chìa vào anh chỉ cần một phát súng này thôi hắn chính là người đã giết ba và anh con sẽ trả thù cho hai người tay như mất cảm giác cô cố để bóp còi nhưng không được. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Ninh dao ném khẩu súng xuống sàn. Trình Hy nhíu mày rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà kho. Vài tên cận vệ đi lại bắt Hạ Niên và Hạ Doãn đi. Các người bỏ họ xuống, Ninh Giao kéo lại. Một tên đẩy cô ra rồi tiếp tục ra ngoài. Cô ngồi dưới sàn, hai tay bấu vào nhau đến rỉ máu. Bãi biển kỳ xa. Từng cơn sóng vỗ vào bờ nước vô cùng mát. Có thể nói đây là bãi biển đẹp nhất ở đây. Một cô gái với mái tóc màu cà phê sữa bồng bềnh dài nửa lưng, với bộ váy trắng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của cô. Ninh Giao cứ vô hồn đi thẳng về phía trước. Con không trả thù được cho ba và anh. Con vô dụng. Ba mẹ, anh Hạ Niên. Ninh Giao sẽ sớm đoàn tụ với mọi người. Cô muốn tự sát. Phía xa xa, một dáng người cao to đứng trước xe hai tay khoanh trước ngực cất giọng trầm trầm chưa giết được tôi em cứ thế mà chết sao nghe tiếng nói ninh Giao quay đầu lại trình hy đang đứng tựa vào chiếc xe bmw đen bóng loáng hai tay vừa khoanh trên ngực bỏ xuống đút vào túi quần em cũng có vẻ là người thiếu kiên nhẫn nhĩ anh đang cố tình nói những lời khiêu khích cô mặc kệ tôi không cần anh quan tâm ninh Giao lạnh nhạt anh cười nụ cười vô cùng mê hoặc lòng người. Đó là em tự cho, nãy giờ tôi không hề quan tâm em. Đinh Giao dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Đi với tôi, anh nói. Sao tôi phải đi với anh? Chẳng phải nhà em bị thuế chấp rồi sao? Anh nhếch môi. Làm sao anh biết? Cô cau mày. Không phải là do anh làm chứ. Nhưng nếu là vậy, anh việc gì phải muốn cô đi với anh? Thật là hết hiểu nổi. Trình Hy không nói gì đi lại nhấc bổng cô lên đặt vào trong xe. Anh làm cái quái gì thế? Đồ sát nhân. Cô vừa quát vừa đấm mạnh vào lưng anh. Về Trình Hy quay ra đóng trầm cửa lại, rồi lên ngồi trước trực tiếp lái xe. 120 km trên giờ. Anh chạy với tốc độ vô cùng cao. Ninh Giao ngồi sau đầu óc quay vòng vòng. Chậm lại. Cô nhăn mặt khó chịu chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cổng một căn biệt thự. Đột nhiên phanh gấp, Ninh Giao ngồi không vững đập đầu vào ghế trước. A, à. Trình Hy! Anh là đồ khốn! Trình Hy bước xuống xe mở cửa sau. Làm gì? Cô xoa xoa đầu bất mãn. Đợi tôi bế ra. Ninh Giao nghe vậy lập tức bước ra khỏi xe. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Cô không hề giấu giếm thái độ chán ghét, lại tỏ rõ sự bất mãn trong câu nói. Hầu. Trình Hy đóng cửa xe lại nhẹ nhàng nói ra một từ. Tại sao tôi phải hầu cho nhà anh? Anh đã giết ba và anh tôi, đừng hồng. Anh nhìn cô đầy thích thú. Hận tôi lắm đúng không? Cô nheo mắt. Đúng. Tôi rất hận anh, nhìn thái độ ấy cô càng ngày càng hận và chán ghét anh. Mà lần đầu gặp cô cũng không ưa rồi. Vừa tốt, ở nhà tôi em trả thù tôi dễ dàng hơn anh nói rồi đi thẳng vào trong anh ta nói vậy là có ý gì anh ta cũng muốn chết sao hạ tiểu thư mời một chàng trai cuối người xuống đưa tay ra tỏ ý muốn mời cô vào nhà anh có vẻ rất ấm áp cũng rất đẹp trai theo kiểu thư sinh anh là thân cận của trình hy từ duật duy từ ngày gặp trình hy bệnh thích trai đẹp của ninh giao đã dập tắt hẳn cô theo từ ruột duy đi vào trong. Khoảng vườn trước rất rộng và thoáng, có thể ngửi được mùi cỏ cây. Người làm ở đây đúng là rất nhiều, họ chia làm hai hàng đứng từ ngoài cổng đến ngôi biệt thự. Vẻ mặt ai đấy cũng rất cung kính. Ninh Giao thầm nghĩ, những người này đến đây đóng phim vai quần chúng à. Vào trong, Ninh Giao cảm thấy choáng váng. Nó rộng hơn so với vẻ bề ngoài, được thiết kế theo hai gam màu trắng đen đầy phong cách châu Âu nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài người hầu duật duy tôi có việc muốn bàn với cậu ở tổ chức trình hy từ trên lầu đi xuống lướt qua cô không nhìn lấy một lần được từ duật duy gật đầu rồi quay sang ninh giao tôi đi trước nói xong từ duật duy cười rồi đi theo trình hy ơ ờ, đi hết rồi cô ở đây phải làm sao hạ tiểu thư đây là phục y của cô một bà giúp việc trung niên đưa cho cô một bộ đồ Ninh Giao cầm bộ đồ khó hiểu. Phòng thay đồ trên kia, cô thay xong thì xuống đây với tôi, nói rồi bà đi vào bếp. Chẳng biết gì, cô cứ làm theo mặt nó vào. Đây là đồ người hầu mà. Ninh Giao cùng tâm trạng phức tạp, cao mày đi xuống bếp. Sao lại cho tôi mặc thứ này? Cô nhìn bà giúp việc lúc nãy. Bà là Chu Lương. Giúp việc ở đây đã hơn 20 năm, mọi người gọi là bà Chu. Hạ Tiểu Thư, cô sẽ phụ trách việc dọn dẹp cả căn biệt thự này bà chu đưa cho cô một cây chổi sau khi xong khăn lau ở bên kia cô phải theo từng loại khăn để lau từng món đồ gọi là tiểu thư lại bắt tôi đi làm việc nhà tôi không làm tại sao tôi phải làm chứ ninh giao bỏ cây chổi sang một bên thưa cô đây là lệnh của cậu chủ bà chu lấy cây chổi tiếp tục đặt vào tay cô muốn làm thì gọi cậu chủ gì đó của các người về mà làm nếu cô không làm thì tối nay sẽ không được ăn tối. Tôi không thèm đồ ăn của các người. Tôi sẽ ra ngoài. Cậu chủ đã phong tỏa cấm cô rời khỏi căn biệt thự này. Nói một lời trả một lời. Ninh giao tức đến muốn ói ra máu. Cô đành phải cầm cây chổi đi quét. Đúng là gừng càng già càng cay, người trong nhà này ai cũng đáng ghét y hệt anh ta. Cô mất hơn một tiếng để quét dọn. Cây lau nhà đâu? cô cắn môi đi hỏi. Cậu chủ nói lau bằng cây lau sẽ không sạch, nên cô hãy dùng khăn ở đằng kia, bà Chu đang rửa bát đĩa nói. Anh ta mắc bệnh sạch sẽ. Bắt tôi lau bằng khăn lau. Không lưng bò lết dưới sàn. Cô trừng mắt. Bà gật đầu. Khi nào lau xong cô mới được ăn tối. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều rồi. Giờ mà lau hết nơi này chắc phải đến khuya mới xong mất. Ninh Giao tức tối vơ lấy một nắm khăn đi. Căn biệt thự này to gấp 5 lần căn nhà trước giờ cô ở, ở nhà mấy việc này cũng không cần cô động tay vào việc gì. Nói đúng hơn trước giờ cô chưa từng làm. 8 giờ rưỡi cô mới xuống tới sảnh lớn ở phòng khách. Bụng thì đói meo. Cậu chủ. Mấy người hầu ở ngoài cúi đầu cung kính khi thấy Trình Hy về. Anh cùng từ ruột duy đi vào. Này chỗ đó tôi lau rồi. Ninh Giao cao mày. Này! Cô gọi ai vây? Lao rồi thì sao? Anh đút hai tay vào túi quần nhìn cô đang ngồi bò dưới sàn. Từ Duật Duy bên cạnh nhìn cô cười cười. Hai người vừa ở ngoài về, đi vào làm bẩn sàn tôi vừa lau cô đứng dậy. Bẩn thì lau lại. Ninh Giao ném khăn lau vào người Trình Hy. Mấy người làm đứng trợn tròn mắt, cô gái này quá dữ rồi các người ức hiếp người quá đáng tại sao tôi phải ở đây làm người hầu nhà anh cũng đâu phải thiếu người nhốt tôi ở đây lại làm gì về việc tôi trả thù anh anh không cần chỉ cho tôi cách để trả thù đâu đồ bệnh hoạn mày kiếm nhíu lại trình hy từ từ đi lại chỗ cô nâng cầm cô lên lực cánh tay anh rất mạnh làm cầm cô đau điếng nên nhớ em không có tư cách lên tiếng trong căn nhà này giọng nói vô cùng lạnh lẽo, Ninh Dao vô thức trùng mình. Nhưng cô vẫn cố chấp hất tay anh ra. Anh có tư cách gì mà quản tôi? Trình hy nhếch môi, anh lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa lên trước mặt cô. "Ơ?" Ờ. Cô nhìn thứ trên tay anh rồi đưa tay mình lên cổ. Đó là một sợi dây chuyền với mặt hình chữ thập bằng ngọc thạch. Đó là món đồ mà mẹ cô đã tặng, nó đã ở bên cô từ nhỏ tới giờ. Sao lại ở chỗ anh? trả cho tôi cô với lấy. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ trả anh gật đầu rồi cho lại vào túi. Anh. Cô nhìn anh với ánh mắt giết người. Ánh mắt đó với người khác thì có thể dọa họ. Còn với anh thì chẳng hề hấn gì. Mặc kệ ninh dao đang tỏ thái độ, anh trực tiếp đi thẳng lên phòng. Hạ tiểu thư, tôi khuyên cô không nên đắc tội với cậu ấy, từ dục duy cười nói với cô rồi đi ra ngoài. Khuya ninh giao cầm một con dao đi vào phòng trình hy hôm nay cô thật sự muốn giết người và người đó không ai khác trình hy hôm nay tôi sẽ giết anh cô từ từ mở cánh cửa phòng anh anh ngủ rồi gia đình tôi mất hết rồi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì hôm nay tôi sẽ đưa anh đi tạ lỗi với ba và anh trai tôi ánh đèn trong phòng mờ ảo cô nhìn anh khi anh ngủ gương mặt không như thường ngày được thả lỏng trong rất ấm áp. Nếu không biết chắc người khác sẽ nghĩ đây là hai người mất. Đâm vào chỗ nào sẽ chết ngay lập tức? Tim, bụng, hay là chỗ hiểm? Anh chết rồi thì cô sẽ trốn ra khỏi nơi này. Nhưng đi đâu? Đang mãi suy nghĩ, tay cô bỗng bị ai chụp lấy. Em trả thù sớm hơn tôi dự đoán. Căn phòng bật sáng lên, không mờ ảo nữa mà bây giờ sáng đến chói trình hy cười nụ cười của ác quỷ anh đứng dậy bỏ tay cô ra bước đến một bước cô lùi sau một bước lùi đến khi cô bị chặn bởi bức tường trong phòng khoảng cách bây giờ đủ để cho em giết tôi chưa trình hy nhìn con dao em có vẻ chuẩn bị rất kỹ con dao mới nhìn thôi đã thấy vô cùng sắc bén được lau chùi rất bóng thân cô run lên tay cũng bắt đầu run theo đôi môi bỗng hơi tái lại đó là biểu hiện cho thấy cô đang sợ nhìn bộ dạng đó của cô trình hy cảm thấy rất hài lòng anh lấy con dao trong tay cô ra rồi đi lại bàn làm việc tôi cho em một phút để rời khỏi đây ninh dao rời khỏi phòng anh ném con dao vào sọc rác gần đó sắc mặt trầm xuống ninh dao như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sáng sớm trình hy đã rời khỏi nhà ninh giao cũng phải dậy sớm để quét dọn hạ tiểu thư từ nay cô không cần quét dọn nữa bà chu lấy cây chổi từ trong tay cô ra vậy tôi phải làm gì cô nhìn bà không phải bắt tôi làm việc gì hơn này nữa chứ cô không cần làm gì hết là sao ninh giao khó hiểu cậu chủ lúc sáng nói như vậy tôi chỉ làm theo lời cậu ấy bà nói rồi rời đi anh ta bị gì rồi sao? Cô sắp không thể hiểu được con người này. Đàn ông cơ mà lại lúc nắng lúc mưa. Cả ngày cô giống như bà chủ căn biệt thự, chỉ ăn uống, xem tivi. Nhưng rất vô vị. Không khác nào là cuộc sống của tiểu thư quyền quý. Có đồ mặc đẹp, đồ ăn ngon, kẻ hầu người hạ. Nhưng cuộc sống này vốn không phải là cuộc sống cô hằng mơ ước. Trong một phút IQ tăng cao. Cậu chủ hạ tiểu thư trốn đi rồi. Cậu chủ, hạ tiểu thư trốn đi rồi. Ừ. Bây giờ phải đi đâu đây? Ninh Giao trốn được ra ngoài nhưng chẳng biết đi đâu. Vẫn nên về thăm nhà một chuyến. Cô đứng trước cổng. Ngôi nhà này cô đã ở 23 năm nay, nơi có nhiều yêu thương, kỷ niệm vui buồn. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Ba, mẹ, anh. Mọi người thế nào rồi? Ninh Giao cục mắt đứng trước cổng nhà. Thời điểm này không hiểu sao khu này rất vắng. Này cô em, sao lại đứng đây thế? Một tên mặt mũi bậm trợn đi lại, phía sau cũng có rất nhiều người của hắn. Tình hình này có vẻ không ổn. Cô ngó lơ rồi bỏ đi. Mà trong 36 kế thoát thân, chạy là thượng sách. Em gái xinh đẹp đi đâu thế? Về với anh đi, hắn mạnh bạo kéo cô lại, hành động không một chút thương hoa tiết ngọc tôi không quen biết các người bỏ tôi ra cô cắn tay hắn giấu răng in hằng lên cánh tay thô cứng kia được được lắm xem hông tay tôi xử lý cô thế nào hắn rút tay lại xoa vào chỗ bị cắn cô sợ hãi thụt lùi ra phía sau thời đại này rồi còn có loại người vô liêm sĩ như thế này sao anh em lên đi em gái này sẽ chiều một bữa nói rồi mấy người phía sau tiến lên về phía ninh giao ánh mắt tỏ rõ vẻ thèm khát các người tránh ra nếu không tôi sẽ cô tiếp tục lùi ra sau lấp bấp hăm dọa chúng biết là vô dụng nhưng cũng không thể cứ thế này mãi được sẽ làm gì trình hy bỗng nhiên lúc này trong đầu cô lại nghĩ đến anh hạ ninh giao cô điên rồi anh ta đã giết ba và anh cô đấy mấy tên đó hung hăng nhào vào cô như bầy sư tử đói khác ba năm chưa được ăn các người tránh ra cô vừa quát vừa lấy túi sách đập vào họ tên đầu sỏ kéo áo cô xuống để lộ hàm vai trắng nõn cô bé này được đấy về với anh anh sẽ cưng sủng em mà đồ đê tiện một giọng nói lãnh đạm cất lên chính phần là giọng điệu ra lệnh ai cho các người động vào người phụ nữ của tôi mấy tên kia dừng động tác đồng thời suýt nổi da gà với giọng điệu vừa rồi ô đây chẳng phải là cậu chủ mafia heo sờ sao? Hôm nay ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân à? Tên mặt mũi bậm trận đi ra trước châm biếm. Anh ta đến rồi. Trình Hy khoanh tay ung dung đứng tựa vào xe, bên cạnh còn có từ ruột duy. Tôi cho các người 5 giây cút khỏi đây. Anh vẫn phong thái lãnh đạm với giọng nói lạnh lùng. Lo chuyện bao đồng, đoàn. Hắn chưa kịp nói hết câu một tiếng súng vang lên. Tên kia ngã quỵ xuống hắn bị Trình Hy bắn vào chân. Anh mân mê khẩu súng vẫn còn hơi nóng, rồi ném nó xuống đất. Thông thả đút hai tay vào túi quần như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, tôi không thích nói lại lần thứ hai. Anh có thói quen sau khi bắn xong thì vứt tại chỗ. Người của hắn thấy vậy thì sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh lại giết người. Nhưng lần này lại vì cô. Ninh dao ngồi dưới đất, hai tay ôm mình lại nhìn anh đừng nghĩ vì vậy mà tôi sẽ tha thứ cho anh kẻ giết người sẽ không bao giờ được nhận sự tha thứ từ tôi anh từ từ đi về phía cô từ duật duy thì lắc đầu lại nhặt khẩu súng lên trình hy cởi áo vét đen trên người ra định khoác lên cho ninh dao cơ mà đừng động vào tôi cô như buông lời cảnh cáo anh rồi quay sang hướng khác anh nheo mắt nhìn cô gái trước mắt sau đó môi hơi nhếch lên tôi không hứng thú với người như em anh nói rồi cúi xuống khoác vào cô đi thôi tôi không muốn về trình hy nhíu mày rồi cúi xuống bế cô lên đi về phía xe anh im lặng anh lại ra lệnh về biệt thự trình hy kéo thẳng ninh dao vào trong dưới sự ngạc nhiên của người hầu sao hạ tiểu thư lại ăn mặc như vậy bỏ tôi ra tay cô bị anh làm đến đỏ tấy đi rồi Trình Hy vẫn không để ý bất kỳ điều gì kéo thẳng cô xuống bể bơi. Bể bơi rất rộng với chiều dài hơn 50m, chiều rộng 30m và chiều cao 180cm. Với chiều cao 1m90 của anh thì dư sức. Nhưng Ninh Giao, cô chỉ có 1m65 đủ để bị mất nước trong bể ngập lấy. Điều đáng nói là cô không biết bơi. Ninh Giao bất ngờ bị kéo xuống giữa hồ, cô vùng vẫy như bị đuối nước trình hy thì đứng bên cạnh nhíu mày nhìn cô tất cả người hầu lẫn từ duật duy đều sửng sốt trước hành động ấy anh rốt cuộc muốn làm gì duật duy cao mày theo anh suốt mấy năm nay đây vốn không phải là cách hành sự của anh hạ ninh giao ở dưới nước vùng vẫy tìm kiếm điểm tựa chạm được anh anh lại gỡ tay cô ra từ duật duy ở trên thấy lo lắng thay cho cô không biết số phận của cô gái nhỏ này sau này sẽ ra sao Trình Hy Trình Hy vẫn không để ý, một mực nhìn chầm chầm vào cô. Cho đến khi Ninh Giao kiệt sức không vùng vẫy nữa, mà sắp ngất đến nơi anh mới bế cô lên. Ánh nắng chói chang chiếu xuyên vào cánh cửa sổ thành những tia mờ nhạt. Ninh Giao mơ màng mở mắt, nhất thời không thích ứng được ánh sáng ấy, vô thức đưa tay lên che đi. Đây là đâu? Mình chưa chết sao? Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi, cô đã bị sốt và hôn mê mấy ngày liền một cô gái trẻ tầm tuổi cô đi vào cởi mở nói cô là ai người này cô chưa từng thấy qua tôi là vũ hân hân từ nay tôi sẽ chăm sóc cho cô vũ hân hân cười tôi không cần người chăm sóc cậu chủ trình nói dù cô không đồng ý tôi cũng phải ở bên cô lại là anh đây là đâu phòng này của ai nó được thiết kế rất bắt mắt màu sắc xanh nhạt nhìn vào rất thoải mái, ấm áp. Được trang trí theo kiểu hồi giờ cô luôn thích. Đây là phòng của cô. Cậu chủ đã cho người sửa lại căn phòng này sau khi cô tới. Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Cô ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi, ninh giao trùng chăn kín đầu. Vậy cô nghỉ ngơi đi, Vũ Hân Hân nói rồi đi ra ngoài. Sau khi Hân Hân đi, ninh giao ngồi bật dậy chạy đến chốt khóa trong. Cô thở dài cuộc sống thế này phải kéo dài bao lâu đây hạ tiểu thư mời cô xuống ăn trưa một lúc sau vũ hân hân lại gọi tôi không muốn ăn nhưng mà cô cứ để đấy khi nào đói tôi ăn mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh đâu trình hy mấy ngày đã ở lại công ty để xử lý hết tài liệu nên không thể về nhà trình hy đây là một số tài liệu cậu cần từ duật duy đi vào để đó đi cộc cộc mời tổng giám đốc chủ tịch mời anh đến phòng ông ấy một cô gái đi vào nói với chủ tịch tôi biết phải làm gì không đến anh đáp như một cái máy mắt vẫn không rời khỏi tài liệu vâng tôi đi đây cậu giúp tôi xử lý vài tập còn lại trình hy đóng nắp bút lại rồi lấy chiếc áo vét đen rời khỏi phòng thành phố b tại căn nhà kho rộng lớn một đám người áo đen đang ngồi uống rượu Chúng mày. IO e. nào? Tên cầm đầu hung tợn Cạn Ly. Đây là tổ chức chuyên đi lộng hành, càng quấy nhiều tổ chức khác, cũng là kẻ thù cản trở lớn nhất của tổ chức mafia rưng. Brim. Brim. Ở bên ngoài hơn chục chiếc xe Audi đi tới, trong đó có một chiếc BMW đen bóng loáng quen thuộc. Lần lượt từng đám người cầm gậy bước xuống xe. Mỗi người đeo một kính đen đậm chất mafia. Đi đầu vẫn là một dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng sẵn có. Tên cầm đầu của nhóm áo đen kia đi ra. Ha ha, Trình Hy, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Tao còn tưởng mày trốn ở đâu đấy rồi nữa chứ. Khóe môi Trình Hy hơi nhếch lên. Sợ? Tên cầm đầu nhổ nước bọt. Dù sao tao cũng hơn tuổi mày. Mày chỉ là một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa bước vào giới mafia này thôi. Mày tưởng tao sợ mày sao anh vẫn đứng yên chờ hắn nói hết không thấy bên kia có phản ứng gì hắn tức xanh mặt chúng bay lên cho tao nói xong hắn cùng đám đàn em lao về phía trình hy đen hòa đen cốc cốc tiếng cây gậy va vào nhau đến mức chói tai trình hy nhất định hôm nay tao sẽ giết mày trình hy không để tâm đến lời đe dọa của hắn đây là trách nhiệm ở trong giới xã hội đen này không tránh khỏi gây thù kết oán, kết cục phải trả là tính mạng của một trong hai. Tuy nhiên lúc này lợi thế đang nghiêng về phía tên hung hăng kia. Vì đây là địa bàn và cả thế lực của chúng nhiều hơn. Nhưng với Trình Hy thì chuyện này chẳng là gì. Anh đã vào giới mafia được 9 năm, không phải là nhảy con như tên kia nói. Từ nhỏ anh là một đứa trẻ rất thông minh. Lúc lên năm, anh được dạy võ. Lên 10 nghỉ học ở trường, thay vào đó mời gia sư có tiếng dạy học tại nhà để rút ngắn thời gian. 15 tuổi, bắt đầu làm quen với công việc ở tập đoàn. 18 tuổi, gia nhập tổ chức mafia Heiser và trở thành cậu chủ không lâu sau đó. Tới năm 20, Trình Hy chính thức trở thành tổng giám đốc tập đoàn Trình Thiên. Những bước tiến của anh chỉ trong 27 năm đã đạt tới mức này và đã trở thành nhân vật chính trong giới truyền thông xã hội đen và là người đứng đầu trong việc kinh doanh phát triển thị trường trong và ngoài nước. Sự nghiêm khắc, dạy dỗ nghiêm ngặt đã khiến anh trở thành một con người cứng rắn, lạnh lùng và bình thản như vậy. Thay vào đó anh lại sở hữu vẻ ngoài điển trai, đôi mày kiếm cùng đôi mắt màu hổ phách khiến bao người động lòng và cả sống mũi cao hiếm thấy. Bục Trong khi Trình Hy đang đánh trả những tên kia thì bị một cây gậy sắt dài đập vào lưng vì lực quá mạnh nên gậy sắt bị gãy cong còn anh thì khuỵu xuống hân hân tôi muốn ra ngoài nên giao chán nản chưa được cậu chủ cho phép cô không thể ra ngoài vũ hân hân bên cạnh cười nói cậu chủ cậu chủ suốt ngày cậu chủ sao không theo cậu chủ của các người luôn đi vậy cô gọi cho anh ta nói đi cậu chủ hiện đang rất bận không tiện cô lường vũ hân hân tất cả là đồng bọn thật đáng ghét a à. ha ha tao tưởng mày mạnh lắm cơ không ngờ chỉ có thế tên đứng đầu cười đắc ý nhìn chằm chằm vào chàng trai dưới đất lộ rõ sự khinh bỉ trình hy vẫn giữ nguyên vẻ mặt tên kia giơ gậy chuẩn bị cho anh thêm một đòn để tao xem mày như thế được bao lâu đoàn bịch hai tiếng động lần lượt vang lên bây giờ đến lượt tên hung tợn ấy khuỵu xuống bộ dạng còn thê thảm hơn trình hy nhếch môi anh từ từ đứng dậy trên tay cầm khẩu súng đã bắn vào tên kia phan chính vĩ đừng đắc ý quá sớm anh đút tay vào túi rồi ghé sát vào tay phan chính vĩ kết cục chỉ là như vậy thôi anh ngước lên nếu muốn đối đầu với tôi kết quả là một sống một còn một là anh chết hai là tôi chết nhưng một khi đã rơi vào tay tôi tôi sẽ khiến họ trình hy gằn mạnh từng chữ sống không bằng chết đám người của phan chính vĩ nghe thấy thì có phần sợ hãi đại ca đã bị thương chúng không biết có nên đầu hàng hay không mày phan chính vĩ tái mặt nghiến răng kèn kẹt chỉ tay vào mặt anh trình hy cười nhạt sau đó dùng tay bẻ gãy tay tên phan chính vĩ gân xanh ló ra kinh tởm a a a hắn la lên rồi ôm tay sắc mặt vô cùng tồi tệ cảm giác thế nào đau không anh không lưng xuống hỏi không hề có tiếng trả lời đàn em của phan chính vĩ tái mặt trình hy quay sang nói với đám vét đen của mình giải quyết cho gọn những tên còn lại không đáng cho anh ra tay sau đó anh đi về phía chiếc bmw của mình ngồi vào trong rồi lao vút đi hạ tiểu thư cô đang làm gì thế vũ hân hân bưng cốc nước đi lại xem tivi không thấy hay sao còn hỏi. À, vâng, Vũ Hân Hân cười gượng. Ninh Giao không để ý tới cô nữa tiếp tục xem tivi. Làm gì không làm, suốt ngày cứ theo suốt bên cô phiền chết mất. Trình Hy, cậu về rồi à? Từ Trình Hy trở về phòng làm việc, anh vứt chiếc áo sang một bên rồi mở hai cúc áo ở cổ. Cậu sao thế? Từ Duật Duy hỏi. Không sao, lúc nãy anh bị gậy sắt đập vào lưng, bây giờ có hơi nhất. Chuẩn bị có cuộc họp báo. Hủy đi. Nhưng cuộc họp này rất quan trọng, từ Duật Duy cười khổ. Trình Hy nhắm mắt lại. Từ Duật Duy lắc đầu rồi đi lại bàn làm việc. Tiếp tiếp tiếp. Đồng hồ từng phút từng phút trôi qua. Vài phút sau Trình Hy ngồi dậy. Đi thôi. Được. Cậu không cần chỉnh lại quần áo à. Từ Duật Duy nhìn anh không cần, nói rồi anh gài cúc áo lại. Tiểu thư, cậu chủ kìa, Ninh Giao chuẩn bị chuyển kênh thì Vũ Hân Hân reo lên. Anh thường xuất hiện trên TV là chuyện thường thôi. Vũ Hân Hân có lố quá không? Ninh Giao nhìn màn hình. Thấy anh và từ Dược Duy đi vào. Anh thì vẫn lãnh đạm nhưng trên mặt có chút gì đó mệt mỏi. Từ Dược Duy đi sau thì lúc nào miệng cũng cười. Anh ta mà che mặt đi là được rồi, Ninh Dao vừa ăn bỏng ngô vừa nói. Soái ca sơ mi trắng. Mẫu người cô thích. Không hứng thú, cô đưa điều khiển tivi lên. Ấy tiểu thư, đừng mà. Tôi muốn xem Vũ Hân Hân ngăn lại. Hừ, xem thì một mình cô xem đi, Ninh Dao đẩy điều khiển cho Hân Hân, còn cô thì lấy điện thoại ra lướt. Cách giết người chết nhanh nhất. Làm sao để giết người mà không vào tù? chào tổng giám đốc trình chúng tôi thực sự rất vui khi anh đồng ý tham gia buổi họp báo ngày hôm nay chắc hẳn mọi người ai cũng đều biết gương mặt này đúng không thế nên tôi sẽ không giới thiệu lại nữa một cô gái phóng viên cười tươi tổng giám đốc trình anh có thể cho chúng tôi biết làm sao anh có thể kinh doanh một công ty vượt bậc tới mức này không nghiêm khắc lãnh đạo nhân viên lập kế hoạch kinh doanh theo đúng nội dung đưa ra huấn luyện nhân viên có quy tắc. Từng bước phát triển công ty đứng đầu khu vực kinh doanh hay tiêu thụ. Anh nói rất nhanh nhưng không vấp phải một lời. Tiếp theo là vài câu hỏi khác. Hạ tiểu thư, cô xem đi. Có phải cậu chủ rất hảo soái không? Không ninh giao vẫn nhìn điện thoại, nói cũng chẳng cần suy nghĩ. Tiếp tục chương trình TV với những câu hỏi được đặt ra. Tổng giám đốc trình, không biết anh đã có bạn gái chưa? anh thích mẫu người như thế nào diện mạo xuất chúng và tài giỏi như anh chắc chắn rất nhiều người theo đuổi vô số câu hỏi dồn dập lần này hạ ninh giao mới bỏ điện thoại xuống hướng lên tv chờ xem câu trả lời của anh từ duật duy cười cười nhìn anh xin lỗi tôi không trả lời những chuyện cá nhân xin phép anh nói rồi đi ra xin lỗi họp báo kết thúc tại đây cảm ơn mọi người đã đến phỏng vấn từ duật duy chào họ rồi cũng đi theo ninh giao cao mày rồi đứng dậy về phòng không hứng thú chiều hạ tiểu thư cậu chủ về rồi hạ tiểu thư cậu chủ về rồi vũ hân hân đi lên phòng gọi cô anh ta về rồi thì có liên quan gì đến tôi ninh giao trong phòng thờ ơ đáp nếu anh ta có hỏi, nói tôi ngủ rồi. Nhưng bây giờ mới là chiều. Chiều thì chiều. Ai cấm chiều không được ngủ, cô liếc xéo vũ hân hân, đúng là lắm chuyện. Vâng. Cậu chủ về rồi. Vũ hân hân đi ra cúi đầu chào. Ừ. Anh nhìn xung quanh, cô ấy đâu? Tiểu thư. Ngủ rồi à, hân hân chớp mắt. Trình Hy gật đầu rồi đi thẳng lên phòng cô, Vũ hân hân đi theo sau cốc cốc hạ tiểu thư cứ nói với anh ta tôi ngủ rồi ninh dao bất mãn la lên cạch cánh cửa mở ra anh đi vào còn hân hân cười tủm tỉm theo sau thôi chết cô cắn môi vũ hân hân cũng là người của anh ta mà sao anh lại vào phòng tôi cô nhìn sang hướng khác nghe nói em ngủ rồi tôi đến xem sao tôi mới dậy, Ninh Giao nói rồi xuống giường đi thẳng ra ngoài. Trình Hy tắm xong rồi xuống sảnh phòng khách. Ninh Giao thì đang xem chương trình TV. Ha ha! Cô cười. Không biết chương trình gì hay đến thế. Anh ngồi đối diện nhíu mày nhìn cô. Ha ha! Cô quay sang nhìn anh. Nhìn tảng băng trước mắt cô biểu môi. Buồn cười vậy mà không cười. Có khi nào xem phim ma thì anh ta cười không? chuyển kênh anh ra lệnh. Anh không xem thì để tôi xem. Trước giờ anh không hề xem TV. Mấy dạng chương trình cô xem anh lại càng không thích. Trẻ con. Trình Hy hừ một tiếng rồi lấy điều khiển chuyển sang kênh tiếp theo. Đó là phim tình cảm. Đang chiếu cảnh hai người hôn nhau. Ninh dao đỏ mặt rồi bật cười. Ha ha, người như anh lại thích xem mấy cảnh này sao? đi theo tôi anh nhíu mày lần nữa rồi đi ra ngoài. Đi đâu? Không đi. Vô duyên. Trình Hy quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh hết mức có thể. Hừ cô bực bội ném gối sang một bên. Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu vậy, Ninh Giao ngó nghiêng xung quanh. Anh đưa cô đến một nơi có vẻ rất nghiêm nghị. Bọn họ đang làm gì thế? Cô chỉ vào đám người. Tập luyện anh đáp gọn rồi anh đưa cô vào một căn phòng ở đây trang bị rất nhiều vũ khí có súng gậy sao lại đến đây cô nhìn anh khó hiểu trình hy không vẫn không để tâm đến câu hỏi của cô anh đưa cô một khẩu súng cầm lấy cô nhìn khẩu súng nó là thứ đã giết chết anh và ba cô và chủ nhân nó đang đứng trước mặt sao thế không dám khóe miệng anh hơi nhếch lên Ninh Giao từ từ đưa tay lên rồi cầm lấy. Làm gì? Bắn đi tanh chỉ vào tấm bia cách xa đó gần chục mét. Tôi không biết, cô bỏ khẩu súng rồi chuẩn bị quay đi. Anh cho hai tay vào túi quần là không biết hay là không dám. Đang khiêu khích cô sao? Ninh Giao cắn môi quay lại. Đúng. Là cô không dám, cô nhát gan, không thể giết anh ngay lúc này. Bỗng nhiên bây giờ cô không còn thiết gì nữa, cô cầm khẩu súng lên rồi hướng về tấm bia đoàn lực cánh tay cô bây giờ tự nhiên mạnh hẳn lên nhưng bắn không trúng mục đích trình hy nhếch môi rồi lại sửa tay cho cô động tác không đúng đừng động vào tôi ninh dao né ra một bên giữ một khoảng cách xa với anh anh gật đầu được em hãy nghĩ tấm bia là kẻ thù rồi bắn thử xem cô khựng lại một chút kẻ thù sao đoàn ninh giao tiếp tục phát súng thứ hai lần này trúng ngay tâm điểm trình hy thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng lập tức trở lại như cũ cô cũng hết sức bất ngờ em rất có khả năng đấy trình hy cười vì tôi đã nghĩ tấm bia đó là anh vì tôi đã nghĩ tấm bia đó là anh ninh giao nhìn thẳng vào trình hy anh gật đầu rồi lấy khẩu súng lại quăng lên bàn bên cạnh tôi biết em còn hận tôi đến tận xương tủy phải không phải anh nhìn ra ngoài gần tối rồi em muốn đi ăn gì không không cần tôi muốn về đôi mắt màu hổ phách hơi tối lại anh lấy di động ra từ duật duy đến tổ chức đưa hạ ninh giao về biệt thự giúp tôi thì ra đây là tổ chức mafia heo hèn chi hoành tráng đến vậy cô cũng thử lên mạng tìm hiểu về tổ chức rồi tổ chức này chỉ trong vài năm mà đã trở nên nổi tiếng trong giới dưới sự chỉ huy của cậu chủ cũng là tổng giám đốc tập đoàn trình thiên trình hy chẳng trách khi cô gọi đến đồn cảnh sát họ lại không chịu nhận vụ này tí nữa từ duật duy sẽ đến đưa em về anh dây dây thái dương rồi đi ra ngoài không cần tôi sẽ tự về ninh giao gọi ở yên anh bỏ lại hai từ hạ tiểu thư gọi tôi là ninh giao được rồi được ninh giao từ duật duy lái xe cười cười trình hy cậu ấy không phải người xấu như cô nghĩ đâu cậu ấy từ nhỏ đã sống trong môi trường giáo dục rất nghiêm khắc từ đó tạo nên tính cách như cô thấy con người của cậu ấy thế nào sau này cô sẽ hiểu rõ anh với anh ta là cùng một ruột đương nhiên là nói giúp rồi anh đừng nói nữa tôi mệt rồi cô tựa ra sau ghế được rồi từ ruột duy lắc đầu. Hai người này quá cố chấp rồi. Cậu chủ về rồi à, Vũ hân hân thấy anh ngoài cửa liền chạy ra chào. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Tiểu thư đâu? Hân hân nhìn cô gái bên cạnh anh, ăn mặc hở hang quá. Cậu chủ định làm gì thế? Tiểu thư ngủ rồi à? Gọi tiểu thư dậy lên phòng tôi, anh nói rồi ôm cô gái bên cạnh lên phòng. Cô ta là ai thế? Tiểu thư ơi! dậy đi, Vũ Hân Hân lay lay cô. Ung. Um. Cô bị gì à? Trời chưa sáng gọi làm gì, Ninh Giao khó chịu khi bị phá giấc ngủ. Là cậu chủ gọi cô đến phòng cậu ấy. Anh ta bị điên à? Cô cũng nên đi thử xem sao, Vũ Hân Hân cũng muốn biết chuyện gì. Cô đã không ưa cô gái lúc nãy rồi. Không đi, Ninh Giao lấy chăn trùng kín đầu. Tiểu thư, đi đi, nếu không cậu chủ sẽ trách tội tôi mất, Vũ Hân Hân nài nỉ. Phiền quá. Tiểu thư, cậu chủ đang chờ cô kìa. Được rồi. Cô ngồi bật dậy, đầu óc rối tung lên. Vậy tôi giúp tiểu sư sửa soạn lại tí, Vũ Hân Hân hớn hở. Cô gái kia chắc hẳn muốn lấy lòng cậu chủ. Tôi phải làm cho tiểu thư xinh đẹp hơn cô. Không cần đâu, cô ra ngoài đi. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Chỉ là sang phòng anh ta thôi mà, có phải đi gặp tổng thống đâu cơ chứ. Vâng, Vũ Hân Hân đi ra ngoài. Cốc cốc. Vào đi, bên trong phát ra giọng nói. Ninh Giao mở cửa đi vào. Anh gọi tôi có. Chưa hết câu, cô cứng người trước cảnh tượng trong phòng anh. Trình Hy không nói gì chờ xem biểu hiện của cô. Trên giường, anh và cô gái lúc nãy đang nằm cùng nhau. Quần áo anh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có vài cúc áo bị bật ra. Còn cô gái thì trần truồng nằm bên cạnh mặt cho anh đang vuốt ve cơ thể mình. Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Giao lập tức đỏ bừng, cô vội xoay người đi ra ngoài. Đứng lại anh ở trên giường ra lệnh. Anh! Anh bị điên à! Nửa đêm gọi tôi, dậy làm gì cô vẫn không xoay người lại. Em đúng là cô gái quê mùa. Em có thể nhìn để sau này học hỏi Trình Hy trêu chọc có liên quan tới anh à. Đồ thần kinh. Nói xong cô phóng thẳng ra ngoài. Anh ở trong phòng nhếch môi. Rầm. Cô về phòng đóng cửa lại, người tựa vào cửa, chân thì mềm nhũng ra. Trước khi sang phòng anh cô còn mơ ngủ, bây giờ thì bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo. Ninh giao vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, thấy gương mặt mình đỏ ửng lên. Hạ Ninh Giao Mày chưa nhìn thấy gì hết, cô vả nước lên mặt mình rồi trở lại giường. Trình Hy Ưm ừ. Cô ở cạnh phòng anh, những âm thanh bên cạnh truyền tới rất rõ. Ninh Giao biệt tai lại, đêm nay hoàn toàn không ngủ được rồi. Trình Hy Anh là đồ khốn nạn. Sáng hôm sau Hẳn là một ngày đẹp trời. Cậu chủ, tiểu thư nói không muốn ăn sáng, Vũ Hân Hân đi xuống. Trình Hy lơ đẳng gật đầu cậu chủ cô gái hôm qua anh uống một ngụm nước rồi ngước lên nhìn vũ hân hân ơ ờ không cậu chủ tôi đi làm việc đây nói xong cô vội quay đi cậu chủ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó thật đáng sợ hạ ninh giao trình hy đứng trước cửa phòng gọi anh như vậy là quá nhân từ rồi chứ không anh đã không gọi mà đạp thẳng cửa đi vào bên trong không có tiếng nói cạch anh không gọi nữa mà trực tiếp mở cửa bước vào cô vẫn còn ngủ gương mặt nhỏ được thả lỏng không còn giữ vẻ mặt bất cần đời như thường ngày nữa trông rất xinh anh không xuống gạt tóc trước mặt cô sang một bên thịt thịt tim anh bỗng đập mạnh trước giờ ở bên phụ nữ anh chưa hề có tình trạng này tại sao miệng anh bỗng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo anh đứng dậy rồi đóng cửa đi ra ngoài tiểu thư cô dậy rồi à Vũ Hân Hân đang quét dọn cười nói. À ừm. Cô nhìn quanh nhà. Anh. Ta đâu? Cậu chủ đi làm rồi à, hiếm khi thấy tiểu thư hỏi về cậu chủ. Vũ Hân Hân tươi cười, phải đẩy thuyền cho hai người này. May quá. Không gặp hắn. Ninh Giao lại bàn ngồi ăn sáng. Không muốn nhưng trong đầu cứ mãi nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Mà trong mơ cũng còn gặp nữa cơ chứ, tờ tờ. Tiểu thư, sao mặt cô đỏ thế? Cô bị sốt à? Vũ Hân Hân đưa tay sờ trán cô. Lạ nhỉ, đâu có đâu. Cô gạt tay Hân Hân xuống, đừng trù tôi. Vũ Hân Hân cười gượng. À tiểu thư, hôm nay cô muốn ra ngoài chơi không? Không phải cậu chủ các người, lúc sáng cậu ấy nói cho phép cô ra ngoài. Cậu chủ còn gọi người đi theo bảo vệ cô nữa. Vũ Hân Hân cười cười ờ đúng rồi hân hân sao bà chu lúc trước ở đây sao giờ tôi không thấy lâu rồi không thấy bà ta đâu cả bà chu về biệt thự nhà họ trình phục vụ cho ông bà chủ rồi ạ à. ninh giao ngẫm nghĩ đây không phải là biệt thự họ trình đây là biệt thự riêng của cậu chủ đấy ạ à. ra là vậy anh ta cũng giàu phết đấy chứ mà thôi không quan tâm nữa ăn cho nhanh rồi ra ngoài trình hy hôm nay cậu có về tổ chức không từ duật duy đem cà phê đặt lên bàn anh không sao trông cậu có vẻ mệt mỏi thế bỗng nhiên anh lại nghĩ đến cảnh tối hôm qua khóe môi hơi nhếch lên không sao cậu đi làm việc đi từng tiểu thư cô khát nước không vũ hân hân hỏi cô đi dạo cũng gần nửa ngày rồi cũng có chút Cô sờ cổ họng. Trời hôm nay nóng quá. Vâng. Vậy để tôi đi mua. Vũ Hân Hân quay sang chàng trai bên cạnh, Phong Dục, người được phái đến bảo vệ Ninh Giao. "Phong Dục, anh có muốn uống chút gì không?" "Không cần, tôi không khát." Phong Dục hơi cười cười. Vũ Hân Hân gật gật đầu rồi chạy đi. Ninh Giao quay sang nhìn anh. "Cũng được đấy chứ. Mà sao người của anh ta ai cũng đẹp trai hết?" Mà anh ta có vẻ không lạnh lùng như tên kia. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Phong dục hơi mất tự nhiên khi cô cứ nhìn mình. À không. Hai người đứng chờ vũ hân hân quay lại. Đột nhiên có vài chiếc xe chạy đến. Một đám người xuất hiện. Tiến về phía này. Họ là ai thế? Ninh giao lùi ra sau lưng phong dục. Tiểu thư chạy đi. Họ là người của dục uy ban, là kẻ thù của cậu chủ tôi sẽ cản đường chúng cô đừng để họ bắt được phong dục quay sang nói nhỏ với cô dục bi bang là cái quái gì mà thôi kệ đi chạy trước đã phong dục tôi nói này nếu mà anh đánh không lại thì trong các kế thoát thân chạy là thượng sách nhé bây giờ đến mình còn khó bảo vệ mà cô còn quan tâm người khác cô đừng nói nữa chạy đi đám người kia chuẩn bị đến gần mà cô còn nói ờ nhưng còn vũ hân hân cô từ từ lui họ sẽ không làm gì cô ấy đâu đi đi sao lúc này cô lại lắm chuyện thế không biết thế là cô quay đầu thục mạng chạy đám người kia đuổi đến bọn bay đuổi theo cô ta nói xong bọn chúng chia làm hai bên một bên đấu với phong dục một bên đuổi theo ninh dao chạy 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 ninh dao vừa chạy vừa lẩm bẩm như đọc thần chú vì cô là con gái Sức lực kém nên không lâu bị bọn chúng bắt được ngay Bắt được người rồi, đi Bên phía phong dục, bọn chúng cũng rút lại leo lên xe rồi rời đi Phong dục Cứu tôi cô la với theo Phong dục vội rút di động ra Cậu chủ, tiểu thư bị người của dục vi ban bắt đi rồi Cậu chủ, tiểu thư bị người của dục vi ban bắt đi rồi Anh im lặng khoảng 3 giây rồi mới trả lời, đuổi theo cho tôi vâng, phong dục nói rồi quay đi. Ờ, phong dục vũ hân hân mua nước xong đã quay lại. Nhưng không thấy nên giao đâu cả. Anh đi đâu thế? Tiểu thư đâu? Tiểu thư bị người của dục vi ban bắt đi rồi, cô về biệt thự trước đi. Để tôi đi với anh. Không cần đâu, cô đi theo lại phải bảo vệ thêm một người. Phong dục nhìn cô rồi lái xe rời đi. Thật hụt hẫng. Sao thế Trình Hy? từ duật duy hỏi sau khi nghe xong cuộc điện thoại sắc mặt anh trở nên rất khó coi hạ ninh giao bị bắt đi rồi sao cơ từ duật duy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên người con gái của trình hy mà ai dám động vào cơ chứ trình hy lấy điện thoại xem gì đó sao thế gps không thể định vị được vị trí từ lâu anh đã cài định vị trên người cô phong dục thế nào rồi anh gọi hỏi phong dục Cậu chủ. Mất dấu rồi, xin lỗi tôi vô dụng, đáng ra là có thể đuổi kịp nhưng vì người của dục bi ban khá đông nên đã chặn anh lại. Mẹ kiếp. Trình Hy nhíu mày. Lúc bị bắt, các người ở vị trí nào? Là ở trước cổng siêu thị thành phố A. Phong dục nói xong, Trình Hy tắt máy. Từ Dục Duy, cậu đến trước cổng siêu thị thành phố A rồi kiểm tra xem các camera ở gần đó. Nhận được gì báo cho tôi? được từ ruột duy rời đi. Trình Hy lại nhận được một cuộc điện thoại. Ha ha Trình Hy, Hạ Ninh Giao đang ở trong tay tao. Mày có giỏi thì đến đây cứu cô ta về đi. Nhưng không phải đi tay không đâu nhé. Các người muốn gì? Anh nói đều đều giọng nói bắt đầu trở nên vô cảm. Đưa quyền lãnh đạo tổ chức Mafia sờ cho tao. Nếu không, thì Hạ Ninh Giao sẽ chết tại đây, hắn đe dọa đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại đến đáng sợ. Bàn tay anh nắm chặt lại gân xanh nổi lên rõ rệt. Tao cho mày trong vòng 30 phút đến căn nhà hoang thành phố B. Từ thành phố A đến thành phố B mất cả một tiếng lận. Lần này lại 30 phút. Mẹ nó, bây giờ lại dùng cô đe dọa anh à. Các người là ai, thả tôi ra. Ninh dao bị cột trên ghế, quát lớn. Cô em, ngoan ngoãn đi một tên chống gậy đi lại, chân trái hắn bị thương, một tay thì băng bó. Hắn chính là Phan Chính Vĩ. Thả tôi ra, các người là đồ bị ổi vô liêm sĩ, cô trừng mắt chửi những tên đó. Ồn quá đi, Phan Chính Vĩ lấy băng keo dán miệng cô lại. Khi nào tên khống trình hy giao cho tôi quyền lãnh đạo tổ chức Mafia Helser, tôi sẽ thả cô ra. Nếu không, hắn kề con dao lên cổ cô. Tôi sẽ giết cô tổ chức của anh ta thì liên quan gì đến tôi chứ? Mắc gì phải bắt tôi? Nhưng lúc này cô không thể nói. Chỉ còn 10 phút để hắn đến đây. Nếu không tôi sẽ giết cô. Trình Hy lái xe với vận tốc cao nhất có thể. Trình Hy, tôi tìm được rồi. Là căn nhà hoang thành phố B từ Duật Duy gọi đến. Tôi biết rồi, cậu thông báo cho Phong Dục đi. Chỉ còn một phút, Phan Chính Vĩ cầm khăn lau lau con dao. Anh ta sẽ đến cứu mình. Không đâu, mình chẳng là gì của anh ta cả. Ninh Giao thầm nghĩ, nhưng mối thù này không trả được rồi. 30s. 30 giây nữa thôi cô em à. Đồ hèn hạ. 5s, 4s, 3s, 2s và 1s. Hắn đã không đến, thì thôi đành phải lấy mạng cô vậy, Phan Chính Vĩ kề sát con dao lên cổ cô. Từ từ rạch ra vết xước càng ngày càng rõ ra và máu mặt đầu chảy. Trầm cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, đám người bên trong cũng giật mình nhìn ra. Cả Phan Chính Vĩ cũng dừng động tác lại. Trình Hy xuất hiện sau cánh cửa bị đổ. Gương mặt anh Tuấn phản diện lại với ánh sáng bên ngoài. Anh ta tới rồi. Vì mình sao? Ninh Giao cũng không hề tin vào mắt mình. Mày tới rồi, Phan Chính Vĩ đứng dậy thả cô ấy ra anh nói với giọng rất bình tĩnh. Tao sẽ thả nếu mày đưa cho tao quyền quản lý Mafia Helser, hắn cười ranh mảnh. Các người suy nghĩ nhiều quá rồi, anh từ từ tiến lên. Thì ra mày muốn tới đây nộp mạng. Tụi bay. Lên, hắn vô cùng đắc thắng khi anh chỉ đi một mình. Trình Hy lấy cây gậy gần đó rồi xông lên. Một mình đấu với mấy chục người. Cũng gan đấy. Phan Chính Vĩ đứng cười này cô em vui không hả đường đường là cậu chủ mafia heo sờ mà lại xả thân đến cứu một cô gái như cô đấy hắn cúi xuống nói với ninh dao đông như vậy liệu anh có thắng nổi không cũng gần một giờ đám người ấy cũng không vơi đi bao nhiêu anh cũng cố sức chống trả bóp bốp bục ninh dao nhắm chặt mắt không thể tiếp tục nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt trình hy từ dục duy và phong dục chạy vào. Phía sau cũng còn có một lực lượng vô cùng hùng hậu. Phan Chính bị nhăn mặt chạy vào trong làm gì đó. Trình Hy vừa đánh trả vừa tiến tới chỗ ninh giao. Anh Tháo keo dán miệng cô ra rồi cởi trói cho cô. Sao? Anh lại tới đây, cô nhìn anh hỏi, hình như anh cũng bị thương, gương mặt có vài vết bầm. Mồ hôi trên trán anh rất nhiều, chiếc sơ mi cũng thấm cả mồ hôi anh không quan tâm câu hỏi của cô, trực tiếp lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Anh định làm gì? Trình Hy đặt khăn tay lên cổ cô để tạm thời cầm máu. Đừng hỏi nhiều. Ở yên đây, nói xong anh lại quay ra. Bụi bay đầy căn nhà hoang. Trận chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cẩn thận, Ninh Giao thất kinh la lên khi thấy một tên ở đằng sau định đánh lén Trình Hy. Anh quay lại cho hắn một cước từ ruột duy ném cho anh một khẩu súng. Trình Hy. Anh bắt lấy. Đạn không còn nhiều nên không thể dùng ngay bây giờ. Anh vẫn dùng gậy đánh trả. Từ ruột duy, phong dục. Cẩn thận cô vô dụng, chẳng biết làm gì. Bây giờ chỉ có thể nhắc nhở họ. Đây là cơ hội tốt nhất để trả thù Trình Hy. Ninh Giao bỗng nghĩ tới điều này. Đúng vậy. Trả thù. Trình Hy bỗng nhiên nhíu mày. Phan Chính Vĩ đứng ở một góc đưa súng về hướng Hạ Ninh Giao. Tay từ từ bóp. Cầm súng trên tay nhưng Trình Hy quên mất phải làm gì, thuộc mạng chạy đến chỗ cô. Đoàn. 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 Căn phòng sau hai tiếng súng bỗng im lặng đến đáng sợ. Thời gian như ngừng lại. Thân hình cao lớn bỗng ngã xuống trước mặt Ninh Giao. Trình Hy từ ruột duy gọi anh rồi lại chống trả lại mấy tên kia lực lượng đối thủ khá là đông nhưng sức lực lại nghiêng về phía mafia heo sờ hơn. Ninh Giao nhìn chầm chầm vào người trước mắt. Anh bị bắn vào chân, môi đang miếm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm ngước lên nhìn cô. Chạy đi, giọng nói lạnh lùng đến chỉ số cao nhất. Là anh đang muốn bảo vệ cô hay không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mình bị thương? Đi đi, nếu không, tôi sẽ giết em. Anh nói lại lần nữa. Nếu hôm nay cô bắt buộc phải chết, thì ngoại trừ anh ra, không ai được phép giết cô cả. Ninh Giao nhìn từ Duật Duy và Phong Dục. Họ đang yếu thế. Bên ngoài lại thêm đám người phe phan chính vĩ chạy vào. Ninh Giao cau mày, theo như tình hình này, bên Trình Hy chắc chắn sẽ thua. Cô lại nhìn anh. Vết thương rất sâu, máu chảy rất nhiều. Môi dần trở nên trắng bệt. Anh có bị sao không? Ninh Giao cúi xuống lấy khẩu súng trong tay Trình Hy ra. Anh theo dõi từng hành động của cô. Tôi tin em. Đoàn. 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 Ba tiếng súng hướng về ba phía khác nhau. Phát đầu bắn ngay ngực Phan Chính Vĩ, phát thứ hai, thứ ba bắn vào hai tên đang đấu với Phong Dục và Từ Dục Duy. Vô cùng chuẩn xác. Cô lại nghĩ đến những người đó là anh nên mới chính xác như vậy. Trình Hy bỗng nhiên nở nụ cười nhưng nó chứa đầy ẩn ý không thể giải thích ninh dao cứng người ánh mắt vô hồn cứ nhìn thẳng về phía trước vì cái gì cô lại giết người vì kẻ thù đã giết chết người thân lúc này cảnh sát xuất hiện vào dẹp đám hỗn loạn từ duật duy và phong dục mình đầy thương tích chạy lại trình hy trình hy anh nhắm mắt hiện anh vô cùng tỉnh táo mất máu quá nhiều gọi cấp cứu bệnh viện từ ruột duy và phong dục bị thương nhẹ nên không sao, vào băng bó tí là xong. Ninh Giao thì vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu Trình Hy. Tiểu thư. Vũ Hân Hân chạy đến. Cô có sao không? Cổ sao bị thương thế này? Thấy cô không trả lời, Hân Hân nhìn phong dục và ruột duy, hai người lắc đầu. Thời gian sau đó bốn người chìm vào khoảng thời gian im lặng. Bốn giờ sau. Cô y tá trong phòng vội vã chạy ra ngoài lúc sau chạy vào lại bên ngoài lại thêm lo lắng một lúc sau ông bác sĩ trưởng đi ra bác sĩ thế nào rồi cậu chủ nhà tôi có sao không vũ hân hân đi lại mất máu quá nhiều cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm ab rờ hờ âm tính nhưng bệnh viện chúng tôi đều đã cạn kiệt người nhà bệnh nhân có ai cùng nhóm máu với cậu ấy không ông bà chủ đang ở mỹ sẽ không về kịp tôi nhóm o từ dục duy nói tôi a tôi cũng a phong dục và vũ hân hân lần lượt nói họ chuyển hướng nhìn sang ninh giao cô thuộc cùng nhóm máu với anh a b trờ hờ âm tính cô gái này ông bác sĩ nhìn cô hơi chần chừ không sao bác sĩ chúng tôi còn vài người anh em để tôi bảo họ thử xem sao nhận thấy sự khó xử thế là từ dục duy đi gọi cả đám thuộc vệ vào thử kết cục là chẳng có ai cùng nhóm máu ấy cả tình hình này nếu để lâu cậu ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng ông bác sĩ nói cô có nên cứu anh không anh bị thương cũng là vì cứu cô đây cũng là kẻ thù có nên không tâm trí cô đang đấu tranh không biết nên làm thế nào rốt cuộc là nên hay không bác sĩ huyết áp bệnh nhân đang hạ cô y tá chạy ra không hiến máu anh sẽ chết. Tôi thuộc nhóm máu AB, rờ hờ âm tính. Ninh Giao không suy nghĩ gì nữa vội đứng dậy. Dù sao, cô nợ anh một mạng. Tốt, tốt quá rồi. Niềm vui trên gương mặt ông bác sĩ không che giấu được. Tiếp. Tiếp. Tiếp, từng tiếng máy kêu đứt quản chứng tỏ cho việc anh vẫn đang còn sống. Bác sĩ, sao cậu chủ vẫn chưa tỉnh? Vũ Hân Hân lo lắng. Hiệu lực thuốc ngủ rất mạnh, chưa giảm bớt. Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, mọi người đừng lo quá, ông bác sĩ cười rồi đi ra ngoài. Vũ hân hân, cô sang phòng chăm sóc tiểu thư đi. Vâng. Sau khi hiến máu, cô cũng quá sức nên đã ngất đi. Ninh Giao từ từ mở mắt. Đây là đâu? Xung quanh là một màu trắng kèm theo mùi thuốc sát trùng. Tiểu thư, cô tỉnh rồi à, Vũ hân hân đi vào. Từng cô ngồi dậy. Cô có đói không? Có muốn ăn gì không? Tôi muốn về. Nhưng cô còn yếu. Ninh Giao nhìn Hân Hân bằng con mắt đáng thương, cứ như Vũ Hân Hân không thể không giúp cô được. Được rồi, được rồi. Tôi đi nói cho từ Duật Duy đã. Về biệt thự, đám người hầu đứng tập trung ở phòng khách xem cái gì đó. Các người đang làm gì thế? Vũ Hân Hân hỏi. Họ lắc đầu rồi đi ra. Ninh Giao nhìn màn hình TV. Tin tức về Tổng Giám đốc Tập đoàn Trình Thiên chúng tôi vừa mới cập nhật. Hôm qua tại căn nhà hoang tại thành phố B đã xảy ra chuyện. Sau đây là bản chi tiết. Tổng Giám đốc Trình Hy đã xông vào căn nhà hoang tại thành phố B để cứu một cô gái có tên Hạ Ninh Giao. Vì để bảo toàn tính mạng cho cô gái ấy, hiện giờ anh đang bị thương ở bệnh viện. Theo cảnh sát điều tra, Vũ Hân Hân đi lại tắt nguồn TV mấy tên phóng viên này thật nhiều chuyện. Ninh Giao thở dài rồi đi lên phòng. Ba ngày sau, Trình Hy đã tỉnh từ hai hôm trước, tinh thần anh lúc này rất thoải mái. Làm thủ tục xuất viện đi anh ngồi trên giường nói. Cậu chỉ đang trong tình trạng hồi phục thôi. Nên để bác sĩ theo dõi. Vết thương này cũng chẳng là gì ghê gớm lắm. Trong ngành này còn nhiều chuyện hơn thế nữa. Từ khi nào cậu bắt đầu cãi lại lời tôi thế? không tôi đi ngay thế là ngày hôm ấy anh xuất viện trở về biệt thự nhưng ninh giao chưa một lần đến thăm anh trình hy còn vụ tin đồn từ duật duy nhìn anh kệ đi thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua những tin đồn cũng đã không còn vết thương trên chân anh cũng đã giảm trong thời gian này trình hy và ninh giao gần như là bơ nhau tối hôm nay trình hy về muộn đã thấy anh còn ngồi trong phòng khách uống rượu một mình. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Trùng hợp, Ninh Giao không ngủ được lại thấy khác. Cô cầm cốc nước đi xuống bếp. Hạ Ninh Giao thấy cô anh gọi. Cô giật mình. Giờ này không ngủ ngồi đó làm gì? Tính dọa chết người ta à, môi anh hơi cong lên. Anh đang cười. Ninh Giao nhìn vào màn hình TV. Phim ma. Hơ hôm trước chương trình buồn cười thì không cười bây giờ xem phim ma lại cười quái lạ chuyện gì cô thờ ơ đáp xong rồi rót cốc nước lại đây cô thở nhẹ một cái rồi đưa cốc nước lên miệng giờ tôi phải đi ngủ không rảnh để nói chuyện với anh lại đây tôi sẽ nói cho em biết anh nói giữa chừng rồi dừng lại vẻ mặt trông vô cùng nguy hiểm nói cái gì cơ Ninh Giao nhìn anh thấy anh hơi nhếch môi. Nói gì? Trình Hy đứng dậy từ từ đi lại chỗ cô, cô hơi lùi ra sau. Anh nhấc bổng cô lên rồi bế vào phòng mình. Anh làm gì thế thả tôi ra, cô đấm vai anh. Quỳnh, Trình Hy ném cô lên chiếc giường lớn của mình đủ cho năm người nằm. A, à, anh này bị điên rồi. Anh lại chốt khóa cửa. Tôi sẽ nói cho em biết. Thế nào là người phụ nữ thực sự? Ninh Giao cao mày, cô lấy chăn quấn mình lại. Anh đưa tay lên từ từ mở cúc áo mình. Vòng ngực màu đồng rắn chắc vô cùng hấp dẫn dần lộ ra. Cô nuốt nước bọt. Anh ta đang làm gì? Cởi xong chiếc áo quăng xuống sàn. Anh tiếp tục mở thắt lưng ra. Ninh Giao giật thóc mình nhảy xuống giường định chạy ra ngoài. Trình Hy kéo cô lại. Mở mắt ra anh ra lệnh, giọng nói có chính phần là ra lệnh ninh dao hai tay đang che mắt lắc đầu không trình hy cười em muốn tôi giúp một hai anh vừa đếm vừa từ từ đi lại đừng lại gần tôi cô la lên đồng thời hai tay cũng rời khỏi mắt khẩu hình miệng đang há ra vẫn giữ nguyên thân hình cao lớn đang trần truồng trước mắt cô đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình người đàn ông thực sự nhất là vật hiện diện tượng trưng của đàn ông anh ta đây là đang khỏa thân sao mặt ninh giao thoáng chốc đỏ bừng cô quay mặt sang chỗ khác đêm nay tôi sẽ dạy em cách làm phụ nữ tối nay tôi sẽ dạy em cách làm phụ nữ anh nói rồi nhấc bổng cô lại giường anh chưa kịp nói xong tay anh và cô đã đang vào nhau anh đẩy cô xuống giường môi anh áp vào môi cô ninh giao trợn tròn mắt nhìn anh nụ hôn đầu của cô mất rồi. Cô vùng vẫy ra khỏi anh. Mùi bạc hà sọc vào mũi cô vô cùng thơm mát. Môi em rất mềm. Và ngọt. Anh cười nói rồi tiếp tục hôn. Ngọt, cái đầu anh. Sức anh rất mạnh, cô không thể làm gì được. Và cả lúc nãy anh đã uống rượu, bây giờ vẫn còn vị khiến cô hơi say. Cô vốn không biết uống rượu, chỉ cần ngửi thôi đã thấy chóng mặt. Ninh dao nhắm mắt rồi cắn vào môi Trình Hy. Máu tanh chảy ra nhuộm đỏ môi hai người. Anh hơi cười rồi dùng tay xé mạnh chiếc váy ngủ cô đang mặc ra. Thân hình nóng bỏng lộ ra trước mắt anh. Thân hình cô rất đẹp, cũng có thể coi là đầy đặn. Cả ba vòng đều vô cùng hoàn hảo. A! À, cô vội kéo chăn che lại. Đồ biến thái. Em nhỏ mọn thật đấy, thấy của tôi hết rồi còn gì, anh cười tà. Anh nghĩ tôi muốn thấy chắc. Là anh tự Trình Hy kéo chăn sang một bên rồi cúi xuống mặt cô. Hơi nóng phả vào cổ cô khiến cô hơi khó chịu làm thân mình run lên. "Thế nào?" Anh hỏi. Ninh Giao bây giờ sắp mất hết ý thức. Cô cố dùng sức đẩy anh ra. "Bỏ tôi ra." Trình Hy cắn nhẹ vào tai cô, tai trắng nõn rất hấp dẫn. "Em rất là không biết hưởng thụ," anh nói chậm chậm. Anh kéo áo lót cô xuống. Ninh Giao xanh mặt lấy tay che lại. Anh nhếch môi cười rồi tiếp tục cúi xuống phía dưới. Đừng. Ninh giao miếm môi. Trình Hy ngước lên hôn vào môi cô, tay kia lần lần kéo quần lót cô xuống. A à, tanh mạnh bạo tiếng vào làm cô vô cùng đau đớn. Thả lỏng. Hôm trước em nên ở lại học hỏi. Cô cắn chặt răng. Nước mắt chực trào ra. Không phải vì đau mà là hận. Hận anh và cả bản thân mình lần đầu của cô lại chính bị kẻ thù cướp mất. Trình Hy, tôi hận anh. Anh nhíu mày hôn vào nước mắt cô. Ninh giao cấu vào vai anh. Những vết cấu hiện rõ ra. Đây là chứng minh cho đêm đầu tiên của cô và anh. Đêm nay thực sự rất dài. Ninh giao đau đớn rồi thiếp đi trong sự hành hạ của anh. Một giờ đêm. Sáng hôm sau lơ mơ cô tỉnh dậy. Thân cô đau nhói nhất là thân dưới nhìn khắp phòng chẳng thấy ai chăn gối thì vô cùng sạch sẽ không có vết tích gì của đêm ấy ninh giao hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua là mơ sao đây không phải là phòng của mình cô cố gượng ngồi dậy thân đầy dấu hôn trình hy trong phòng tắm đi ra nhìn cô hai người nhìn nhau một s hai s ba s thịt tim cô bỗng đập nhanh một nhịp mặt đỏ bừng cô mệt mỏi lê thân trở về phòng. Mặt trời đã lên cao, mọi người trong biệt thự vẫn làm việc như mọi ngày. Hôm nay anh không đi làm. Cạch Trình Hy đi thẳng vào phòng ninh giao. Cô đang đứng ở cửa sổ quay lại. Anh cút đi cô la lên. Sao thế? Anh từ từ đi lại. Em bây giờ đã là người phụ nữ của tôi rồi. Cô bị anh ép vào tường. Trình Hy nâng cầm cô lên hận tôi lắm phải không muốn giết tôi mắt cô bỗng đỏ hoe sao lúc đó lại hai lần cứu tôi anh bây giờ như ác ma che giấu dưới vẻ ngoài điển trai sao không để tôi chết tôi cũng rất muốn biết tại sao tại sao không để tôi chết tôi cũng rất muốn biết tại sao ninh giao cố quay sang chỗ khác nhưng anh lại ghì cầm cô mạnh hơn khiến cô đau điếng trình hy nhíu mày Tôi cho em 5 phút sửa soạn xuống nhà với tôi, nói xong anh quay ra ngoài. Nước mắt cô tuôn ra. 5 phút sau cô theo lời anh đi ra. Cô cố tình trái lời anh. Đầu tóc cô làm rối tung lên, còn đồ thì mặc chẳng ra gì. Áo thun phong rộng, quần thì ống cao ống thấp, mặt mũi không chút son phấn. Trông rất buồn cười nhưng dễ thương. Khóe môi ai đó giật giật rồi đi xuống nhà. Dưới sảnh phòng khách có hai người đang ngồi, cỡ tuổi trung niên. Là mẹ và bố anh. Bố anh, trình viễn vẻ mặt nghiêm nghị cùng với khí chất ngang tàn. Mẹ anh, chu An Quỳnh thì tao nhã, quý phái. Anh cùng cô đi xuống. Ninh Giao nhìn thấy hai người tim lại hụt một nhịp. Bố mẹ tôi, Trình Hy nói với cô, âm lượng chỉ đủ hai người nghe. Ninh Giao nghe xong ngay lập tức làm động tác quay lên, đồng thời anh giữ tay cô lại. Trình Viễn và Chu An Quỳnh cũng thấy họ rồi. Trình Hy kéo cô đến trước mặt họ. Đây là. Chu An Quỳnh nhìn cô. Tôi là. Ninh giao liếc qua anh. Quan hệ giữa mình và anh ta là gì? Cô ấy là bạn gái con anh ôm vai cô sát vào mình. Tôi. Cô đang định phủ nhận thì một bên vai bị bóp chặt. Ông bà Trình nhìn nhau. Bố mẹ hôm nay đến đây có việc gì không? Anh vừa nói vừa bình thản kéo cô ngồi sofa đối diện. Vốn hôm nay họ định đến để bàn về việc đi xem mắt của anh. Nhưng tình hình này, chuyện này thì anh đương nhiên cũng biết. Bố mẹ đã hẹn xem mắt cho con với con gái chú Bạch rồi, Chu An Quỳnh cười gượng. Con đã có bạn gái rồi, anh ngồi tựa ra sau ghế. Bà nhìn sang cô. Ấn tượng đầu tiên đối với bà vô cùng quan trọng. Nhưng ngay lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng rất không tốt. Cô gái, cô tên gì? Hạ Ninh Giao cô cũng cố tình gây ấn tượng xấu. Trả lời cục ngủng. Cô gái này đúng là không có phép tắt. Thế cô bao nhiêu tuổi rồi? 23. Bố mẹ cô. Mất hết rồi. Trình Hy bên cạnh hơi nhíu mày. Có bạn gái rồi cũng phải đi, Trình Viễn nói. Cuộc sắp đặt hôn ước này liên quan đến lợi ích hai bên công ty. Tại sao? Không thể thất hẹn đi con sẽ không tới anh kéo cô đứng dậy tao nuôi mày bao nhiêu năm nay bây giờ lại thái độ như thế hả ông trình tức giận đập bàn đứng dậy thế ông nuôi tôi vì cái gì trình hy cười nhạt trình hy con hãy bỏ cô gái này đi mẹ không chấp nhận con gái chú bạch gia thế tốt hơn xứng với con hơn chu an quỳnh khuyên anh ánh mắt liếc qua ninh giao mẹ có quyền tấm con mẹ biết mẹ không có quyền nhưng mà biết là được rồi anh cắt ngang lời rồi kéo tay ninh dao ra ngoài từ nhỏ anh hoàn toàn tự lập chỉ sống trong sự kiểm soát của bố anh đến mẹ cũng không quan tâm anh tới một lần đứng lại ông trình quát lên ninh dao nãy giờ vô cùng căng thẳng nên im bặt đi sao lại làm vậy với bố mẹ mình chứ trình hy đưa cô tới bờ biển anh đến đây làm gì ninh giao nhìn anh anh mở cửa xuống xe anh không nên làm vậy với bố mẹ anh cô cũng mở cửa đi ra anh không trả lời đứng tựa vào xe nhìn ra bãi biển hiện tại bố mẹ anh vẫn còn nên thật tốt với họ đừng như tôi cô cũng không biết tình hình thế nào thật ra anh không quan tâm lắm ở đây chủ yếu để hóng mắt thôi quan tâm tôi à không tôi chỉ cảm thấy tội hai bác khi có con như anh anh không nói gì và cô cũng không nói nữa về thôi một giờ sau anh mới nói một câu rồi vào xe đến biệt thự anh bảo cô vào trong còn anh thì về công ty bố mẹ anh vẫn còn đó cô hít một hơi rồi đi vào nên làm gì lễ phép hay không đây có con như anh ta chắc bất hạnh lắm nhưng thật ra người bất hạnh là anh chào hai bác cô từ từ đi vào chu an quỳnh không nhìn cô lấy một lần bà ném cho cô một xấp tiền đây là số tiền đủ cho cô sang nước ngoài sinh sống hãy cầm lấy và biến mất khỏi trình hy